Tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đón đoàn Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia do ngài Chum Sosat, Phó Chủ tịch Ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia đến thăm và giao lưu. Dự chương trình có ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Tại buổi giao lưu, đoàn ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia được nghe báo cáo tình hình an ninh chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm, những nội dung cần thiết trong việc tổ chức ký kết nghĩa với tỉnh bạn, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà lưu niệm cho đoàn ủy ban chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia.